sinh năm 1992 tại vùng đất Tây Nguyên, Hơ Hèn Niê đã phải trải qua vô vàn nỗi vất vả, một mình đôn đáo lo cuộc sống. Hơ Hèn Niê sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em. Ngoài việc học, cô đã từng theo chân ông bà đi làm nương. Hèn sinh ra trong một gia đình sáu anh chị em, ba mẹ đều làm nông. Và một điều rất là ngạc nhiên là Hèn là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở tại Việt Nam đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ. Và Hèn là chiếm khoảng 5% dân số của Việt Nam là người dân tộc thiểu số. Đến năm lớp 7, Hơ Hèn Niê cùng dì đi làm thuê từ sáng tới chiều với mức lương 60.000 đồng mỗi ngày. Cho tới khi học phổ thông, cô cũng không chịu nghỉ học để lấy chồng và sinh con như tư tưởng của bao phụ nữ ế đề khác. Chỉ có một mình Hèn lên Sài Gòn để sinh sống. Và có một điều rất là đặc biệt, đó là vào năm 14 tuổi, với cái phong tục tập quán của người ED thì năm 14 tuổi thì ba mẹ kêu Hèn lấy chồng, nhưng mà Hèn nói rằng là Hèn không thể lấy chồng trong thời điểm này. Hèn bảo là Hèn phải theo ước mơ của mình, cũng như là Hèn không muốn phải sống một đời sống phải sớm kết hôn như các đứa trẻ khác ở trong buôn của Hèn, trong làng của Hèn. Sau gần một năm đăng quang, Hoa hậu Hơ Hèn Niê ngày càng trưởng thành hơn. Người đẹp đến từ Tây Nguyên được lựa chọn là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018. Trong đêm bán kết Miss Universe, cô Hoa hậu với thần thái tự nhiên, sắc vóc tuyệt vời đã xuất hiện đặc biệt ở phần thi trang phục dạ hội. Hơ Hèn Niê đã có một cú xoay váy đỉnh cao khiến nhiều người hâm mộ quốc tế đã chia sẻ lại đoạn video tự quay và hết lời khen ngợi màn trình diễn xuất thần của người đẹp đến từ Việt Nam. Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam Hơ Hèn Niê đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi lần lượt lọt top 20, top 10 và sau cùng là top 5 thí sinh đẹp nhất của cuộc thi. Hơ Hèn Niê bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi: "Bạn có nghĩ phong trào Me Too đang đi quá xa hay không?" Hơ Hèn Niê đã bắt được ngay từ khóa quan trọng của câu hỏi này, và đây là câu trả lời đầy tự tin của đại diện đến từ Việt Nam. Bản thân em không nói quá. Bởi vì khi mà bảo vệ sức khỏe con người hay bảo vệ làm nhục tình dục, bảo vệ con người, bảo vệ phụ nữ, đó là một cái quyền rất lớn. Con người chúng ta cần được bảo vệ, và trong cuộc sống của chúng ta cần được tự do và cần được bảo vệ. Cảm ơn. Sau một chặng đường dài nhiều thử thách, 7 giờ sáng ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Hơ Hèn Niê đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để lọt top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Top 5 là một kỳ tích, chứng minh vẻ đẹp khác biệt và nỗ lực tuyệt vời của Hơ Hèn Niê khi đến với đấu trường nhan sắc lớn. Từ một cô gái nghèo khó, giờ đây Hơ Hèn Niê đã tỏa sáng huy hoàng, xứng đáng là niềm tự hào của buôn làng ED cũng như đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam.